Đi chợ mỗi lần mà chị không đi chợ được á, chị đi lồng sáng nhiều vậy đây, mỗi lần đi lồng đi chợ, chợ sắm đồ ăn xong lắm đây. Mặc mà mua làm câu mà câu tâm có đụng gì lục cái hơi cô trái chấm mà ăn mà không em kìa, anh em lụa hạng luôn. Bây giờ bán son quen, mình nấu son quen á. Dịch á, cái lưỡi heo đồ đó, mua lần dịch thì biết đâu lương thực thì hiếm, với là tiền thì không có nữa. Không biết thấy đi bữa là bữa ở ở trước nhà là học đi qua là ru rồi là bánh đen á, còn mình đang xào mình nghĩ chi mình biết đi qua bón thì bón thì sừng hào mua qua cái sừng nâu á mua hết rồi bánh nó thằng cái bên này hơi cái mua cho thằng cô bên đó rồi tôm có mua cũng phải cho bên đó lắm. Mình nấu ăn được không? Nấu ăn dở nhưng mà con mua được ăn lắm. Nấu ăn ngọt, rào nó bọc bét. Nhưng bây giờ không là không có rang nữa. Đại đắp dung là lây, bỏ đắp dung là xong để chặt lửa miếng rồi chặt bên bạn dung rồi có trộn trộn với đại đắp dung là tiếp. Như rồi chị nấu với cứng cứng cho ba ăn. Ba ăn được. Mà bà ưng náo kiểu đó. Chị náo còn xanh lè thì còn bỏ là bà ưng đó. Náo mất chất thế. Chị dạng miết đó chứ, chị kêu cô náo luôn. Nước nó thâu, con thỏ nó trở qua cái tép. Nó còn xanh nó mới giữ được chất. Con náo rồi nó mất hết chất rồi, giống như thịt bòn đó. Mua là xác đó, chị ngâm muối là lét đó. Mình thấy nó thịt bòn nó rụt luôn mà. Cái bữa xa chị tự chị xác tự chị ướp luôn. Bỏ tủ lạnh, tự náo. Chồng đi nấu ăn tốn lời được. Chồng thì nói chung là không biết nấu ăn nhưng mà kiểu mà ví dụ như bí hay là bí quá là đưa vô bếp cũng nấu được mà cũng không ngon đâu. Rồi nó dịch gì chị bị có biết không, còn làm má đem lai không á. Ủa đáng quá đây hả? Nhiều hiểm lắm. Cuối tuần cái gì má cho mẹ nhà để chủ nhật má. Mẹ nghỉ nhà. Còn hồi đó là đẻ trong quê là mẹ cứ bưng đi phàm đứa ăn xanh từ mẹ bưng ro đấy đó. Khó mua được ro của phàm đó. Bảo đấy công nhận là gì? Khó nào chị ăn như heo luôn á. Anh kia là bèo à. Kiểu ra mà chị em biết cản no lên. Cái bụng ra mà có sức á. Cái đầu quay qua tháng hơi cái lần lần ít lần rồi. Mà có đăng ký không? Không đăng ký. Nhưng mà hơi lúc vô thử. Ừ, có sữa. Nhưng mà bé bên nở tới giờ luôn. Hồi đó mình nhỏ mất đó lắm. Được cái là bo chị em mà đến mua nuôi cũng mất hết. Nhưng mà cái em lao lắm. Mẹ còn bê bì đó cũng mất rập lắm mà. Rập luôn á. Câu trời câu có chị gì cũng mất rập luôn. Em cứ nghĩ đây mới lớp hơn thằng 44kg. Mình đang như nó trọt á. Không lớn á. Ừ. Ủa chứ còn bê bì lớp mấy rồi. Lớp lớn. Bé ở lớp màu dấu lớn. Con nam mới là lớp màu. Coi chồng sớm đấy khổ vậy. Chắc là hay là có khi bà nghĩ là bây giờ bà sống bà đó nên bà lo đi bữa giờ có gì bà đó lo lẹ nghĩ đó, cái đó là một phần, với một phần có cháu trai cháu đích tông cái thừa rồi lo liệu nữa, phần ở với bà nữa, ông nữa. Lắm đi. Ừ. Ông anh nó vô trưởng nó không phải như ông đi đâu, ông đi ra còn được cho ông
Chú. Chắc là do nghe đâu nghe. Ông nó núi được nghe đâu, vợ nó không nghe đâu. Có như chồng mình bữa nào cũng lộn chi đi thì giờ đầu ta biết á, giờ có lộn được gì đâu, lộn chi cũng bắt đầu sức khỏe thì giờ đó giờ nó không đi làm chờ đi rồi tiền đâu em. Còn mình nhỏ xíu ấy. Mình không hiểu lý do á, mình đâu có làm chi đó. Chị nghĩ là chắc chị trong thâm tâm chị nghĩ là chắc cho chị còn quá nhỏ. Ừ. Chứ bà chị bên nó sinh năm mấy chị giao nữa. Giao sinh năm bèo tuổi chồng chị. À, lớn rồi mà. Chị đầu đi nữa là lây. Và chị chồng của chị á, là chị quá túng á. Ừ. Gì chơi. Cái này lao lao gì chơi, chị phải nhật luôn chị em rồi á. Bà đó đâu? Chị ở Sài Gòn, nhưng mà chị không tắm nhiều quán ngon, chị vô Sài Gòn nữa. Vì ở bên bàn thì giao á, sống nằm mơ à, sống nằm mơ à, qua. Sao? Cô bà đợi sao nó lép không sao nghe? Đi không nhanh lên, cô bà đợi sao nó lép á. Cái bạn ngủ đi đâu chị? Đi mẹ. Ủa? Không, nhưng mà mình chẳng hiểu lý do sâu đó chứ. Thì chị cũng không biết nữa này. Tự nhiên bây giờ mình mới đọc chứ. Cái ông Tuấn biết không? Chị hỏi luôn, chị hỏi nó có trả lời không? Không có nói đó, chị hả? Chị mới nói không bị mình nữa chứ, ông cũng suy nghĩ rằng đấy chứ. Chụp mình cũng sâu máu vậy chứ. Ủa ông ta lại sâu máu vậy chứ. Mà trước đó bởi vì ở đây là mình cũng tưởng mua lao lao về. Ừ. Là mình nghe hỏi chị xong đi đường xó. Chị rủ luôn mà. Ừ. Cũng đi, dẫn với đứa bọn nữa, rủ anh Vũ chị Trâm nó đi luôn. Là thì mình rủ thì đương nhiên là mình trỏ rồi. Ừ. Mình lo hết. Còn giờ trừ đi ngược lại mình cứ hiếm ra cái nào mình ra hồi nếu mình ái rồi trừ đi ngược lại mình ra hồi chán. Chán muốn gì tới mình ấy. Ừ. Thì mình nghĩ mình chẳng lẽ mình sống tệ như thế này ra mà đang đấu xử với mình nữa. Ừ. Mà thôi chị ông của ông chị biết ông là khó xử rồi nhưng mà mình đúng là mình lồn mình đó thấy trước mắt đó em thấy trước mắt đó. Ừ. Em kêu đó em thấy trước mắt đó chứ đừng thấy từ đêm mấy ngày nữa nọ
xuống dưới nhà. Thời chồng mua bánh mì không về ăn với trứng thì có chứ. Có hộp á. Ừ. Anh Vũ không đi thôi, anh Vũ mày, anh Vũ không đi. Còn mày đi hết. Qua tới phàn luôn đi, qua tới phàn kêu không sao. Mà trong đây chị với ổng đứng đó luôn á ngay. Ừ. Mà không nói luôn. Cái thời hậu thấy đồ hay đi. Lỡ mày uống cà phê xíu với chị cho vui rồi. Ừ. Xíu gì luôn. Mà lớn tuổi chưa? Tiểu luôn biết luôn á. Lớn tuổi chưa? Thì bỏ tuổi Sửu, Quý Sửu. Bèo tuổi gì giao? Ủa là bỏ thứ ba đó Út. Bỏ là thứ thư à? Chị Đào luôn rồi. Bỏ là thứ thư, ông Vũ là Đào. À.